Nếu ngủ mơ thấy 10 điềm báo này, gia chủ sắp trúng quả trời cho, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, có bao giờ bạn nghĩ rằng giấc mơ lại có thể báo trước cho chúng ta biết được những gì sắp xảy ra trong tương lai hay là không? Theo quan niệm về tử vi số mệnh thì điều này là hoàn toàn có thể. Bất kể đó là chuyện hung dữ hay là chuyện cát tường thì chúng ta đều có thể nhìn thấy trước những cái dấu hiệu cảnh báo trong cái giấc mơ của mình. Mặc dù có vô vàn các tình tiết hư ảo khác nhau, nó diễn ra trong lúc chiêm bao của mỗi con người, nhưng các nhà tâm linh ấy đã tổng kết ra một số cái giấc mơ phổ biến là cái điềm báo của sự may mắn và tài lộc sắp ùn ùn kéo tới. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngủ mơ thấy 10 điềm báo này, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo vào nhà như núi. 1. Mơ thấy cầu vồng. Nếu một ngày mà bạn đang ngủ ấy mà mơ nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa thì đó là một dấu hiệu vô cùng may mắn trong thời gian sắp tới. Mọi việc thì diễn ra của bạn sẽ vô cùng là thuận lợi. Tiền bạc, tài lộc sẽ rơi vào túi rất nhiều, không thể đếm hết. Cầu vồng sau mưa cũng thể hiện rằng tất cả mọi phiền muộn, những điều cũ đều được rửa trôi và đón một ngày mới, một cái tương lai tốt đẹp hơn. Trong giấc mơ này có ý nghĩa, có thể bạn sẽ gặp những cái khó khăn, song sẽ vượt qua một cách xuất sắc. Thứ hai là mơ thấy cây nở hoa. Nếu một ngày mà bạn mơ ngủ thấy cây nở hoa hoặc mình lạc vào một khu vườn có nhiều hoa quả thì đó là dấu hiệu vô cùng may mắn, tài lộc sắp gõ cửa nhà các bạn rồi đấy. Trong con đường công danh sự nghiệp của các bạn sắp tới thì mọi thứ đều diễn ra một cách là suôn sẻ, hanh thông như là mình mong muốn. Nếu bạn là người làm ăn kinh doanh thì sắp tới sẽ có những cái hợp đồng lớn mang lại nhiều cái lợi nhuận đáng kể. Trong thời gian này là cái cơ hội để bạn làm ăn phát tài hơn và các bạn hãy nắm bắt lấy cái thời cơ tốt đẹp này. Thứ ba là mơ ôm em bé đang mỉm cười. Thưa quý vị, các cụ ngày xưa có câu nhân chi sơ tính bản thiện. Trẻ em ấy là những điều tốt đẹp nhất và lương thiện nhất trên cái thế giới này. Bởi vậy, giải mã cái giấc mơ có nói là nếu mà mơ thấy một em bé đang mỉm cười, tức là bạn sắp đón những điều lành trong cái cuộc đời mình. Đấy, không chỉ có được quý nhân phù trợ, làm gì thì cũng sẽ được suôn sẻ may mắn đấy, mà bạn còn được đại cát đại lợi, đạt được những cái đột phá lớn trong cái sự nghiệp, được thăng chức, được tăng lương, thu nhập thì ổn định. Một bước đổi đời chính là cái điềm báo mà cái giấc mơ này nó muốn nói với bạn. Thứ tư là đang đếm tiền. Ai cũng mong muốn là mình có thể được đếm tiền mỏi tay. Vì vậy, nếu mà mơ thấy mình đang đếm tiền ấy, thì gia chủ sẽ liên tục đón những cái hỷ sự vào nhà. Cái sự nghiệp thì phất lên như diều gặp gió. Nếu nó đang ấp ủ những ý định thì các bạn hãy thử sức mình trong những cái lĩnh vực mới. Chắc chắn các bạn sẽ thành công một cách viên mãn. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm của các bạn cũng sẽ được yên ấm, viên mãn, hạnh phúc thì ngất ngây trong thời gian sắp tới. Thứ năm là mơ thấy nhiều ngôi nhà mới. Có vẻ như cái giấc mơ có ngôi nhà mới của bạn sắp được thực hiện rồi. Khi mà bạn trải qua cái giấc mơ này, một cuộc sống mới, vui vẻ, an lành, tươi mới hơn đang chờ đón bạn khám phá ở phía trước. Những ngày tháng cũ, những cái miệng phuồn trước đây, những lo lắng rồi cũng sẽ qua đi và chỉ còn lại những cái điều tốt đẹp mà bạn mong chờ. Nhưng mà các bạn nên nhớ, may mắn ở lại với bạn lâu hay là nhanh ấy, thì là do chính bạn. Nếu bạn biết tận dụng cái cơ hội, cái thời điểm này để duy trì những cái mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết mọi người nhiều hơn trong cả công việc cũng như là trong cái cuộc sống ấy, thì sẽ có rất nhiều cái cơ hội nó mở ra trước mắt các bạn. Tuy nhiên, nếu bạn lãnh đạo, không thích tiếp xúc hay là giúp đỡ mọi người vì cho đó rằng đó chỉ là cái việc của mình thì cũng không có những cái chuyển biến nào quá lớn trong cái sự nghiệp cũng như là chuyển biến lớn trong cái tiền bạc của bạn trong thời gian tới. Giấc mơ thứ 6 là mơ thấy người quen đang mặc áo tang. Có thể bạn đang lo lắng với cái giấc mơ này đúng không ạ? Cái giấc mơ này sẽ khiến cho bạn lo sợ, khiến cho bạn hoảng loạn. Tuy nhiên, đây cũng được cho là một giấc mơ may mắn về tiền bạc. Sắp tới, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều cái điềm lành với những cái thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp thì vừa hanh thông thuận lợi, thậm chí là có những cái bước ngoặt bất ngờ mà ít ai có thể ngờ tới được. Nếu bạn là nhân viên kinh doanh ấy, thì sẽ có một cái cơ hội bất ngờ đưa tới để ký kết một cái hợp đồng lớn, thậm chí là có người còn đề bạt lên cái chức vụ cao hơn. Lương thưởng thì cũng hậu hĩnh hơn và ít ai có thể ngờ được. Ngay cả chính bạn cũng không thể tin những may mắn như thế lại tới với mình trong cái thời gian này.
Thời gian này là thời điểm rất là tốt đẹp để các bạn bắt tay vào thực hiện những cái kế hoạch khủng mà các bạn đã lên từ lâu nhưng mà vẫn còn chần chừ lo lắng, chưa biết là khi nào có thể tiến hành được. Có thể nói, cái thời điểm này nếu mà không tận dụng ấy thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hối hận trong cuộc đời. Thứ bảy là mơ thấy mình được đốt pháo. Những ai đang độc thân còn chưa tìm thấy một nửa kia của mình sẽ có cơ hội tìm được cái người trong mộng khi mà mơ thấy là mình được đốt pháo. Pháo hay là pháo hoa là hình ảnh tươi vui rực rỡ, cũng là cái điểm đó bạn sẽ có cơ hội rất là cao thoát khỏi cái đời độc thân, tận hưởng cái cuộc sống mới khi mà có một nửa yêu thương và chăm sóc mình. Nếu bạn đang mải miết tìm cái công việc tốt hơn, phù hợp hơn mà chưa tìm thấy ấy, thì nay đã có cái tín hiệu đáng mừng và dễ dàng nhận được những cái chỗ mới rất là tốt, với điều kiện làm việc là thuận lợi hơn và ai cũng phải mơ ước. Cái điểm báo là thế, nhưng mà nếu chính bạn không nỗ lực thì khó có thể đạt được những cái thành công như mong đợi. Vì thế, dù bất cứ cái tình huống nào, công việc gì, phải gì tận tâm, tận lực, làm hết sức của mình, phát huy tối đa cái năng lực và tận dụng tốt mọi cơ hội đến với mình. Nếu may mắn tới và bạn biết kết hợp với cái năng lực của mình tốt, thì đây là cái lúc để sự nghiệp được cái tài năng của bạn được công nhận và đạt được những cái thành tựu lớn trong tương lai. Thứ 8 là mơ đi chọn mua nhẫn. Thưa các bạn, nhẫn chính là biểu tượng của sự gắn kết cho tình yêu đôi lứa. Vậy nên, ý nghĩa của giấc mơ này là báo trước cho vận khí tình yêu của các bạn thì đang là rất là đẹp, khá là tốt lành. Những người mà mơ thấy cái điều này sẽ thoát khỏi cái kiếp độc thân trong một thời gian ngắn. Đồng thời, cái giấc mơ cũng là cái điềm báo nhắc nhở những người mà đang nằm mộng rằng sau khi gặp được đối tượng ưng ý, không nên chần chừ, không nên do dự mà hãy tích cực nắm bắt lấy cái cơ hội gây dựng cái hạnh phúc của chính bản thân mình. Giấc mơ thứ 9 là mơ thấy Đức Phật. Quý vị thân mến, nếu như mơ thấy Đức Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát thì đây chính là một trong những cái dấu hiệu cho những cái điều bình an, may mắn sắp gõ cửa nhà bạn. Nếu bạn đang làm công ăn lương ấy, thì bạn nhất định sẽ được khẳng định cái vị thế của mình trong cái sự nghiệp. Còn nếu bạn là người kinh doanh, buôn bán thì sẽ làm ăn vượng phát, lộc lá thì đầy nhà, may mắn hết phần của thiên hạ. Đó, giấc mơ thứ 10 đó là mơ thấy nhà dột. Quý vị thân mến, nhà dột chắc chắn là không phải là một cái sự tốt lành ở ngoài đời thực. Nhưng mà nếu trong giấc mơ ấy, mà bạn mơ thấy nhà dột thì cho thấy bạn sắp có may mắn đến với gia đình. Trong giấc mơ, nếu mà nước chảy vào nhà, tức là đại biểu cho cái tài vận. Mưa rơi vào nhà, tức là tất cả những cái điều cũ sẽ được rửa trôi để chào đón những cái điều mới mẻ. Mưa dột vào nhà cho thấy, mặc dù là có gặp khó khăn ấy, nhưng mà bạn vẫn an toàn về tiền tài, có cơ hội thành công lớn hơn. Đó là 10 cái giấc mơ báo hiệu cái sự may mắn. Quý vị thân mến, trong chúng ta thì có hàng vạn giấc mơ trong một cuộc đời. Và mỗi giấc mơ đều mang một cái ý nghĩa riêng. Có giấc mơ là những điều tốt lành, nhưng mà cũng có giấc mơ nó báo hiệu những điều xui xẻo sắp xảy ra với bạn. Trong thuật giải mã giấc mơ đã nhắc nhở rằng có một số giấc mơ dưới đây là cái điềm báo chẳng lành, nếu không muốn nói là xui xẻo đang chờ đợi bạn trong cái thời gian sắp tới. Vì vậy, nếu mơ thấy 10 cái dấu hiệu trên thì bạn cần tuyệt đối cẩn trọng tất cả mọi việc, cũng như là cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ một cái quyết định làm việc gì. Thứ nhất, mơ thấy bị rụng răng, gãy răng. Thuật giải mã giấc mơ cho thấy nhiều người bất luận là nam, nữ đều rất lo lắng khi mà chiêm bao thấy mình bị rụng răng hay là gãy răng. Họ thường nghi ngại về cái ngoại hình mà quên mất rằng đây là cái điểm báo cho cái chuyện tình cảm gia đình sắp tới có nhiều khả năng bị rạn nứt. Đôi bên sẽ phải sống xa cách trong cái thương nhớ. Phụ nữ thời kỳ ngoại ngũ tuần ấy, thường xuyên gặp những giấc mơ rụng răng là dấu hiệu phản ánh cái sự không hòa hợp trong cái chuyện đời sống chăn gối. Thuật giải mã giấc mơ cũng khuyên các bạn rằng bản thân ấy, thì phải tự tìm ra cái mấu chốt của vấn đề thì mới có thể xoa dịu được cái tâm lý và cải thiện được cái nhu cầu tình cảm của mình sao cho nó phù hợp với bạn đời. Chiêm bao thấy rụng răng khi mới yêu ấy, hoặc là yêu xa là cái điểm báo cho biết chủ nhân của giấc mơ ấy, đang cảm thấy là thua thiệt, mệt mỏi hoặc là thiếu tự tin trong cái chuyện tình cảm. Muốn khắc phục cái điểm yếu này ấy, thì họ cần chủ động hơn nữa trong cái việc là biểu đạt cái tình cảm,
và gì chịu khó duy trì cái sợi dây kết nối giữa hai bên. Càng thờ ơ thì gì các bạn sẽ càng mệt mỏi và càng tăng thêm cái sự lo âu. Giấc mơ thứ hai là mơ thấy nhà bị hư hỏng. Thưa quý vị, nhà là nơi an cư lạc nghiệp, nhà có vững chãi thì người ta mới ở bên trong ấy, mới có thể bảo vệ và che chở được lâu dài cho mọi người sống ở trong nhà và được thì yên tâm sinh sống ở đó. Nếu trong giấc mơ mà bạn mơ thấy nhà mình bị hư hỏng nặng nề ấy, như là sập tường, gãy cửa hoặc là nứt trần nhà, vân vân, thì ở ngoài đời thực ấy, các bạn hãy cẩn thận. Đây là cái điềm báo cho biết là cái tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ có điều là nó sẽ chỉ gây liên lụy tới một mình bạn, còn các thành viên khác trong gia đình thì vẫn sẽ được bình an vô sự. Đấy. Những cái tai nạn ấy có thể là gãy chân gãy tay hoặc là ngã xe khi tham gia giao thông, vân vân. Vậy nên các bạn phải hết sức lưu ý. Thứ ba là mơ thấy xe bị hỏng. Thưa quý vị, tất cả các loại phương tiện giao thông cá nhân có thể sử dụng được như là xe đạp, xe máy, ô tô, vân vân. Trong giấc mơ, bạn mà thấy xe bị thủng xăm, thủng lốp, vỡ đèn thì cũng là một cái điểm báo mà đáng là lo ngại. Đây là giấc mơ không báo hiệu những cái tai nạn sát sườn vì chúng này đều là những vật bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên, giấc mơ này cũng cho thấy là thời gian sắp tới, cái tài lộc của bạn sẽ bị hao tổn không ít. Thứ tư, nằm mơ thấy mình trong một cánh rừng hoang vắng. Mặc dù là trong giấc mơ, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy sợ hãi với những cái cảm giác có một mình. Điểm báo này cho rằng bạn sắp mất đi một người thân thiết nào đó, khiến cho bản thân gì rất là khó khăn để có thể vượt qua. Ngoài ra, bạn cũng sắp gặp một chuyện vô cùng là thị phi, khiến cho mọi người sợ hãi và xa lánh. Cái hiểu lầm này rất khó có thể giải quyết được và bạn lại còn bị gì cô lập trong một khoảng thời gian khá dài. Thứ năm, nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau. Nếu mà nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau ấy, thì có nghĩa là sắp tới gia đình bạn sẽ gặp những cái chuyện giông bão, xảy ra những cái mâu thuẫn nhỏ và cần phải hết sức cẩn thận. Các bạn thật bình tĩnh để giải quyết cái vấn đề này, bởi vì không phải lúc nào ấy thì vợ chồng cũng thuận, đúng không ạ? Mà cũng sẽ có đôi lúc là sẽ gặp phải những cái trường hợp là cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt. Vậy nên là hai vợ chồng ấy đôi khi có cãi nhau là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi xảy ra những cái tranh cãi thì cần phải cố gắng hạn chế làm tổn thương đối phương xuống một cách thấp nhất. Bên cạnh đó thì bạn mơ thấy vợ chồng cãi nhau thì cũng có thể là do bạn bị ức chế về cái tâm lý. Nếu mà chồng có tính cách hướng ngoại, vợ có tính hướng nội, đôi khi giữa hai người hay xảy ra những cái xích mích nhưng không thể giải quyết một cách triệt để các vấn đề lại với nhau, gây nên cái sự căng thẳng thần kinh. Và mỗi khi đêm xuống, lúc mà chìm vào giấc ngủ, cái tiềm thức sẽ trỗi dậy, những cái ức chế sẽ xuất hiện như để gì giải quyết được cái nội tâm của bạn. Thứ sáu, mơ thấy côn trùng bò khắp giường. Trong giấc mơ, bạn thấy côn trùng như sâu bọ này, gián này, kiến này, mối một vân vân, nó bò gì khắp ga trải giường hoặc là bò dưới gầm giường ấy, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, nằm ngủ trong cái trạng thái mộng mị và bất an. Cái điềm báo giấc mơ nói rằng 80% những người có giấc mơ kiểu này ấy, thì đều có chồng hoặc vợ ngoại tình hay là gì ngoại tình thực tế hay là ngoại tình trong tư tưởng. 20% còn lại cho biết khi họ mộng mị thấy cái côn trùng ấy, cũng là lúc mà bạn đời của họ đang bị dao động dữ dội trong cái chuyện tình cảm, thậm chí là gần như chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc ly dị. Các chuyên gia cũng khuyên rằng để đối diện với giấc mơ kiểu này ấy, thì bạn cần phải hành động để thay đổi cái lời nói của mình. Trước tiên hãy cố gắng tìm hiểu xem bạn đời của mình ấy còn tình cảm với mình hay không, và cả hai có chịu hợp tác với nhau để giải quyết những cái mâu thuẫn và trò chuyện để tìm ra cái nguyên nhân thực tiễn dẫn đến cái tình trạng chán cơm thèm phở hay không. Từ đó cùng nhau đưa ra cái giải pháp hợp lý cho cái cuộc hôn nhân của cả hai người. Thứ bảy, mơ thấy quần áo bị bẩn thỉu. Trong giấc mơ, bạn thấy mình cực kỳ là lem luốc, quần áo thì rách dưới. Nhưng mà khi tỉnh dậy, bạn lại đang diện cái bộ đồ ngủ hoặc là quần áo sạch sẽ, đẹp đẽ, thì rõ ràng bạn đang phải đối mặt với cái chuyện vợ hoặc là chồng ngoại tình hay là bị bạn bè phản bội. Bởi lẽ quần áo tượng trưng cho cái tình yêu và tình cảm của một con người. Khi nửa kia xuất hiện những cái biểu hiện lạ như ăn vụng, biết chùi mép, thì khả năng cao bạn sẽ có giấc mơ cái kiểu như vậy. Vậy nên các bạn hãy khéo léo điều tra
và gì chấn chỉnh bà để hâm nóng lại cái chuyện tình cảm vợ chồng. Thứ 8 là mơ thấy mình uống say khướt. Quý vị thân mến, trong giấc mơ, bỗng nhiên bạn mơ thấy mình nhậu nhẹt, thâu đêm suốt sáng với bạn bè đến nỗi là say khướt khần khượt. Bất tỉnh nhân sự thì phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Đặc biệt, nếu bạn là người rất ít uống rượu, uống bia thì dù chỉ là một chút, vì đây là giấc mơ báo bạn sẽ gặp bạo bệnh hoặc là ốm đau liên miên trong cái thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bạn lại mơ thấy mình uống say mềm và đánh đập người khác một cách vô cớ ấy, thì lại không cần lo lắng. Hai việc này đều không đáng khen, nhưng mà nó lại không liệt vào những cái điểm hung đáng sợ nhất. Thứ 9 là mơ thấy máu. Mơ thấy máu là cái điểm báo lành hay dữ. Thấy máu bạn chảy ra ấy, hoặc là bạn bị mất máu trong mơ, nó ám chỉ rằng bạn đang kiệt sức hoặc là cảm thấy là cái cạn kiệt cái cảm xúc của mình. Ngoài ra thì điều này cũng có thể mang cái ý nghĩa là cái sự đối đầu quyết liệt giữa bạn và gì những người thân hữu của bạn. Những hành động đã qua trong quá khứ thường hiện về trong tâm trí bạn. Khi mà nằm mơ thấy cái chuyện sinh nở và có máu ấy, thì đó là điểm báo xấu về cái chuyện không may mắn sắp xảy ra, thậm chí là gì có chuyện tang thương và chuyện chia lìa. Thứ 10 là mơ thấy phòng ngủ bị ngập nước. Giải mã giấc mơ cho rằng khi mà mơ thấy phòng ngủ bị ngập nước ấy, cho thấy cái tình cảm vợ chồng của bạn đang có dấu hiệu là bị mờ nhạt. Có thể là do cái thời gian gần đây hai người đã gì xảy ra những cái mâu thuẫn dẫn đến cái tình trạng là chiến tranh lạnh. Cả hai thì đều thiếu cái sự chia sẻ, hay là gì nguy hiểm hơn là cái cuộc hôn nhân của hai người ấy, đã thiếu cái lửa trầm trọng, khiến cho bạn và người ấy cảm thấy hững hờ và lãnh đạm. Điểm cộng của giấc mơ phòng ngủ bị ngập nước ấy, là bạn đã kịp thời phát hiện ra cái lỗ hổng trong hôn nhân và còn đủ cái thời gian để va víu. Nếu mà các bạn còn tình cảm, còn yêu tình yêu với vợ với chồng mình ấy, thì hãy chủ động tìm cách xóa nhòa cái ranh giới giữa đôi bên. Thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 10 giấc mơ, đúng không? Mang lại cái may mắn, tài lộc cho các bạn và 10 cái điểm báo xui xẻo trong giấc mơ mà các bạn sẽ gặp phải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến của quý vị xin vui lòng comment ở bên dưới. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.